Nghi Nguyễn xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Nghi Nguyễn Korea. Lời nói đầu tiên thì cho Nghi xin chúc quý cô bác anh chị và các bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Ở quê Nghi thì giờ này là trời đang mưa. Các bạn thấy trời mưa ướt lá mì hết trơn nè. Và mẹ Nghi đợi tạnh mưa thì sẽ ra nhổ hành để vô đi bán. Và bây giờ Nghi sẽ quay cho cả nhà xem cái đồ rộng cua của ba mẹ Nghi nè. Thì mỗi ngày đi gặp con cua cái bắt để vô đây, gặp ốc bắt bỏ vô đó rộng để dồn nhiều nhiều cái đầu luộc lên ăn, hay là nấu canh chua, hay là nấu cháo cua đồng ở cả nhà rất là ngon luôn. Nghi thì Nghi rất là thích món cháo cua đồng hầm vịt lộn. Phải nói là cái món đó là Nghi ghiền luôn cả nhà, ngon bá cháy luôn á. Mà lâu lắm rồi thì Nghi chưa có ăn lại cái món cháo cua đồng hầm vịt lộn. Còn lúc nhỏ thì mẹ Nghi hay làm cái món cua rang muối á, ăn ngon lắm. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái vườn hành của ba mẹ Nghi nha. Đây là cái vườn hành mà hồi nữa mẹ Nghi sẽ nhổ nè cả nhà. Thì lúc đầu mình trồng xuống một tép, thì y trồng một tép hoặc hai tép á, thì bây giờ nó sẽ nở ra một bụi như vậy. Rồi cái mình nhổ lên xong là mình sẽ trồng lại, là cái lay quay cái mình sẽ có hành ăn hoài luôn cả nhà. Cứ nhổ xong rồi trồng lại, nhổ xong rồi trồng lại, cứ gầy như vậy hoài là ba mẹ Nghi sẽ có hành bán ra vậy đó. Thì công việc ở quê của ba mẹ Nghi á thì là ngày nào cũng có đồ hàng bông bán á. Bữa nay bán hành thì ngày mai bán dưa, bữa nay ngày mai bán dưa thì ngày mốt bán hành vậy đó. Cứ xây công việc nó cứ ra có hoài luôn. Rồi bây giờ mẹ Nghi đang ra nhổ hành nè cả nhà. Mẹ Nghi vừa nhổ hành bán mà vừa trồng lại hành luôn. Thì một bụi như vậy mẹ Nghi nhổ chừa lại hai tép. Để bây giờ là nhổ thì tới tháng 7 mẹ Nghi sẽ có hành bán. Tới tháng 7 âm lịch mình là cái tháng đó là cái tháng rằm chay á cả nhà. Rằm tháng 7 á. Và ở quê thì đất trời mưa lầm lầy các bạn thấy không? Bùn xình. Ở bên hàng Nghi đi làm nông thì nó đỡ hơn là đất cát á, nên nó không có dơ. Nó có dơ ít hả? Tại vì đất cát, còn ở quê mình toàn là đất bùn á. Nhưng mà trồng rau rất là tốt, nhưng mà mang dài không có được. Còn ở bên hàng Nghi đi làm nông là không có dơ luôn, mang dài suốt. Rồi bây giờ mẹ Nghi nhổ hành xong rồi, bây giờ vô phải lặt từng bụi nè. Người ta khách hàng mà người ta lấy hành á, tại vì nhà Nghi không có bán lẻ ở chợ, mà mẹ Nghi bỏ sỉ cho bạn hàng người ta giao cho mối ở chợ á, thì mình giao số lượng lớn á, chứ mình không có bán lẻ. Thì người ta yêu cầu mình là phải lặt sạch lá vàng, rồi á một hồi nữa là phải rửa cái rễ hành cho sạch đất nữa. Rồi cân từng bó gì, cứ cân cho người ta sẵn một bó gì một ký luôn, để người ta về người ta phân phối cho bạn hàng rồi cho nó dễ á. Nên là nếu như mà mình làm sạch đẹp thì lần sau người ta sẽ thích lấy của mình hơn á, vì mình làm kỹ lưỡng á cả nhà. Còn mình làm ẩu thì lần sau người ta sẽ không lấy của mình nữa. Nên là ở nhà mẹ Nghi là lặt hành rất là kỹ luôn, lặt rồi phải rửa sạch rễ nữa. Còn ở bên hàng này thì Nghi thấy người ta chỉ cần, nếu như mà bán hành mà chưa lặt thì người ta sẽ nhổ lên sao là đất còn nguyên, là người ta cột bó lại, người ta cân ký, người ta bán. Còn mình mua hành mà lột sẵn rồi thì người ta mới lột sạch cho mình, chứ người ta không bao giờ mà vuốt lá vàng hay rửa sạch rễ đất, không có đâu. Tại Nghi cũng từng mua hành mà người ta nhổ nguyên bụi về để Nghi ngồi Nghi lột Nghi để dành ăn á. Rồi bây giờ mẹ Nghi phải rửa rễ, gốc rễ nè, có bạn lại phụ nè. Mẹ Nghi rửa gốc rễ cho sạch, rồi cân một bó như vậy là một ký. Vừa làm mà vừa có bạn lại chơi, vừa làm nói chuyện cũng đỡ buồn. Rồi bây giờ thì ba Nghi sẽ bỏ vô cái bao để đem đi bán. Bao chắc được 6 bó không ta?
6 bó hả cha? Ừ. Vậy là đủ luôn á. Bao 6 bó. Vẹt hai nè. 1 bó là 1 ký. Sao cái lành để dễ dẻ vô. Rồi xong 18 bó. Túi xanh nó hẹp hơn cái túi vàng. Ừ. Túi vàng nó rộng hơn. Có chừng gãy hành mấy anh đây thục thục. Sắp lên đi. Mày ăn quá. Thì nó no toàn rồi. Ủa túi nó bằng cái túi này mà. Túi này rộng hơn. Ủa sao hai bịch xanh giống nhau à? Hai bịch xanh giống nhau. Túi này phải được mà kiếm bao bự á, mà lỡ cái bao đó rồi thì kiếm cái bao bự bữa sau kiếm cái bao bự rồi vô bên kia rồi kìa, kiếm cái bao gãy hàng gãy hàng cái bao bề ngang cái này bự nè, kiếm bề ngang bự á, bề ngang bự như cái này cái vàng này được rồi. Bây giờ ba nghe bắt đầu đi gánh hành đi ra ngoài xe để chở đi giao nè cả nhà. Vì nhà nghe ở cái nhà vườn này ba nghe mẹ nghe cất ở giữa vườn á. Để mình tiện hái đồ vô rồi mình ngồi mình lặt cho nó gần á. Thì tới lúc mà mình đi giao thì bây giờ mình phải gánh ra một đoạn nữa. Gánh ra tới đầu vườn, đầu bờ vườn thì có xe máy chạy tới đó. Cha nghe đậu ngoài đó đó, còn xe máy không có chạy vô trong đây được. Nên là cực là cái lúc mà gánh đi ra ngoài nè các bạn, nặng mà gánh xa nữa. Thấy ba nghi gánh đường xa thấy tội nghiệp. Ở đường vườn đi về nè, tối mà mẹ nghi phải đi về trễ á. Có bữa mẹ bị té lột mương luôn, thấy tội nghiệp gì đâu mà ông bà thích trồng trọt như vậy thì giờ có cản cũng không được. Bởi ba mẹ nghe thích kiếm tiền đồng ra đồng vô vậy, nó thấy đất trống bỏ uổng nên là trồng bán có tiền hàng ngày mua đồ ăn cũng được. Một lần chở như vậy thì ba nghe chở được 3 bao. Còn ở trên trước thì ba nghe sẽ để vỏ sách chuối. Một bao như vậy là 6 ký.
là một lần chở được 18 kg hành. Ở trên trên chỗ này là đầu bờ vườn, là vườn của người ta đó. Bây giờ cha nghe phải đi nhờ đường mới ra đường lộ lớn được. Đây là vườn của người khác mà, vườn của hàng xóm. Trời mưa lầy nên là người ta lót lá dừa vậy đi cho nó sạch đó. Rồi bây giờ nghe sẽ đi vô để phụ mẹ tiếp. Đây là mảnh vườn mà tâm huyết của ba mẹ ngay cả đời làm nhìn giùm nó cả nhà. Hồi lúc trước thì ba mẹ nghi làm nghề hàng xáo bán gạo. Rồi sau này mẹ nghi nghỉ thì mẹ nghi tìm nghề lại cho chị hai. Giờ chị hai nghi vẫn còn mua lúa giữa lúa vậy đó. Còn mẹ nghi thì ba mẹ nghi thì về vườn làm vườn. Tối thì ba ngủ ở giữa vườn, còn mẹ thì ngủ ở trên nhà trên kia. Rồi sáng thì mẹ xuống chạy xuống. Rồi hai ông bà làm từ sáng tới chiều vậy đó, cứ quanh năm suốt tháng làm suốt vậy đó. Rồi nếu các bạn mà thích video của Nghi thì cho Nghi xin một like và một lượt đăng ký nhé cả nhà. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho Nghi Nguyễn. Và Nghi Nguyễn xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bye bye.